chứ không phải là mì gà. Cắt nhỏ ha. Đây, mì vịt trộn nước sôi. Vậy để mì vịt nó mới sạch, nó mới ngon nha. Rồi. Bây giờ tôi cắt xong ha, nồi ớt. Rồi. Đây, cắt xong rồi ha. Đây, nguyên liệu của nó, ngũ vị hương. Làm phá lấu là phải có ngũ vị hương nha, rất là ngon. Trời, ít thôi nha, nhiều quá nó sẽ bị đắng nha. Rồi, đường. Một muỗng đường. Cái này thì nó ngọt ngọt, nó mới ngon. Thì dừa đường thôi nha, để chút xíu đó mình có dừa tươi á. Chút xíu đó mình nấu bằng nước dừa tươi nè, nên là ít đường thôi. Ớt nước tương vô cho nó thơm. Rồi, hạt nêm nha, hạt nêm. Miếng nữa. Xíu muối thôi nha, nhiều muối nó mặn nha. Tại vì mình có ớt nước tươi với hạt nêm rồi. Một bột ngọt. Rồi. Đây là tỏi. Với lại gốc hành lá, băm, băm nhuyễn. Áp vô lô. Áp vô lô. Rồi cho anh xin miếng tiêu. Tiêu vô. Này không có tiêu nha. Cả nhà có tiêu nha, tiêu ngon. Rồi trộn đều lên. Ta trộn đều lên xong ta ớt 15 phút nha. Ớt 15 phút là được rồi. Giờ bắt chảo nóng lên cho dầu vô. Ta cho đường vô nha. Cho đường vô làm chi? Để không thắng làm nước màu. Để khi mà mình làm cái phá lấu á, cái màu nó tự nhiên mà nó đẹp nữa. Nước màu của ta gần được rồi nè. Giờ ta cho tỏi vô ha. Cho tỏi vô. Đó, thấy không? Rất là thơm mà cái màu nó rất là đẹp nha cả nhà. Rồi bây giờ mì vịt của chúng ta, mì gà cũng được. Ớt đã được 15 phút rồi ha. Bây giờ ta đổ vô. Rồi, đổ vô. Nè, nó lên. Tàu nó lên. Tạo lên cho nó thấm gia vị đi, rồi chúng ta sẽ cho nước dừa vô nha cả nhà ha. Đây nước dừa. Rồi bây giờ ta cho nước dừa vô luôn ha. Đây, cho nước dừa vô. Rồi cho nó sôi lên hẳn đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ để lửa riu riu lại, chúng ta cho rửa riu riu thôi nha. Để đi, nước dừa với lại gia vị nó thấm vô cái mề vịt á, rất là ngon như cả nhà. Đây cả nhà ơi, bây giờ chúng ta cho nước dừa vô rồi đúng không nè. Đó, bây giờ nó sôi hẳn lên rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bớt lửa lại riu riu nha. Ta hầm từ từ á, nó mới thấm gia vị vô, nó mới ngon nha cả nhà. Đó, bớt lửa số cho riu riu thôi. Khi mà nó cạn dừa sệt sệt á, chúng ta đừng có làm cho nó cạn hết nước nha. Để nước chúng ta chấm bánh mì nó mới ngon. Bây giờ cái màu nó cũng đẹp rồi ha cả nhà. Đó, đó bớt lửa này đó, để lửa riu riu vậy thôi. Đây cả nhà ơi, bây giờ là mì vịt của chúng ta bây giờ nó đã sắc nước dừa hết rồi nè. Người ta rim, chúng ta rim một hồi lâu rồi đó. Bây giờ nó sắc hết như vậy, chúng ta tắt lửa ha. Tắt lửa là bây giờ chúng ta múc ra ăn được rồi. Đây, rất là ngon nha cả nhà. Thấy cái màu đẹp không? Nè, cả nhà coi là thấy cái màu đẹp tự nhiên không? Không xài màu gạch tôm nha cả nhà. Đó, cái màu mình làm gì nó tự nhiên mà nó thơm, cái miếng phá lấu mình rất là thơm. Tôi sẽ múc ra đây. Cái này mình ăn cơm cũng ngon, ăn bánh mì cũng ngon, mình nhậu cũng ngon đó nha. Đây. Đây chúng ta ăn kèm với lại dưa leo. Đây, chúng ta ăn kèm với leo nha. Đây hai món.
hấp dẫn không đó, chúng ta sẽ ăn kèm.